My name is Nathan Lee. I'm from Vietnam. Yeah. Mới đây, Nathan Lee khiến nhiều người hốt hoảng khi chia sẻ lên trang cá nhân link clip TikTok anh bật khóc, kèm theo đó là tiêu đề: "Họ đánh thuốc mê tôi ở Bangkok, ăn cắp tất cả tiền của tôi và để tôi một mình chảy máu trong nhiều ngày." Trong đoạn clip, Nathan Lee khóc và giới thiệu tên, quốc tịch, kèm theo đó là lời cảm ơn tới TikTok. Anh không nói thêm về sự cố ở Bangkok. Hiện tại, nhiều cư dân mạng đang tỏ ra lo lắng cho Nathan Lee. Dưới bài đăng chia sẻ link clip này của anh, nhiều dân mạng đã để lại bình luận động viên, mong Nathan Lee sớm vượt qua được giai đoạn bất ổn này. My name is Nathan Lee. I'm from Vietnam. Yeah, Vietnamese. Sorry. China. But I'm thankful for TikTok. Thank you for inventing TikTok. Really thankful. And I'm sorry if I... But this is my TikTok. And I'm thankful for TikTok. Thank you.